Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình. Hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2022, Đức Tổng Giám mục Marek Zalecki, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận cho Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ từ nhiệm Sứ vụ Giám mục chính Tòa Giáo phận Thái Bình, đồng thời bổ nhiệm Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, Linh mục thuộc Giáo phận Thái Bình, làm Giám mục chính Tòa Giáo phận Thái Bình. Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu đang đảm trách chức vụ Giám đốc Đại chủng viện Thánh Tâm, Giáo phận Thái Bình. Tiểu sử Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1946 tại Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng giáo phận Huế, 1965-1968, học triết học tại Hồng Kông, 1970-1974. Học thần học tại Giáo hoàng Học viện Đà Lạt, ngày 15 tháng 8 năm 1965, khấn trong dòng Salesian Don Bosco, ngày 17 tháng 12 năm 1973, được chuyển chức linh mục, dòng Salesian Don Bosco. 1976-1979, cha giáo nhà tập của dòng Salesian Don Bosco. 1979-1991, chánh sứ giáo xứ Xuân Hiệp, giáo hoàng Thủ Đức, Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. 1992-1997, bề trên giám tỉnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam. 1997-2000, giám đốc học viện thần học Salesian Don Bosco, 2000-2005. Giáo sư Đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội. Ngày 29 tháng 11 năm 2005, được Đức Thánh Cha Benedicto XVI bổ nhiệm giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu, hiệu tòa Amaezaza, ngày 18 tháng 1 năm 2006. Được chuyển chức giám mục tại nhà thờ chính tòa Bùi Chu, do Đức Cha Du Xe Hoàng Văn Tiệm chủ phong, Đức Tổng Giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt và Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể cùng phụ phong, khẩu hiệu giám mục, xin cho tôi các linh hồn. Ngày 25 tháng 7 năm 2009, được Đức Thánh Cha Benedicto XVI bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình. Ngày 1 tháng 9 năm 2009, từ chức giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình. Ngày 29 tháng 10 năm 2022, được Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận cho từ nhiệm. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã đảm nhiệm các trách vụ 2007-2010, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam 2010-2019, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiểu sử Linh mục Đa Minh Đặng Văn Cầu, sinh ngày 17 tháng 7 năm 1962 tại giáo xứ Lương Đống, xã Đông Giang, nay là xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, thuộc giáo phận Thái Bình, 1971-1982, tu học tại Tiểu chủng viện Mỹ Đức. 1982-1989, giúp việc tại Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình, 1989-1995, học tại Đại chủng viện Thánh Du Xe Hà Nội. Ngày 9 tháng 3 năm 1996, được chuyển chức linh mục tại Giáo phận Thái Bình, 1996-2000, chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình, 2000-2005. Du học tại Institut Kate Holy Queze Paris, nước Pháp, tốt nghiệp học vị cao học mục vụ huấn giáo, 2006-2009, chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình, 2009-2014, chánh sứ giáo xứ Văn Lăng, giáo phận Thái Bình. 2014-2017, đại diện giám mục miền Hương Yên kiêm hạt trưởng giáo hạt Đông Hương Yên, chánh sứ giáo xứ Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hương Yên, giáo phận Thái Bình. Từ năm 2017 đến nay, giám đốc Đại chủng viện Thánh Tâm, giáo phận Thái Bình.